Hôm nay trong cái phần tiếp theo của chương trình bổ trợ kiến thức lớp 12 vật lý. Hôm trước thầy đã sơ bộ khái quát về cái chương dao động cơ chúng ta. Dao động điều hòa, toán về quãng đường và vận tốc và viết phương trình. Một vài trường hợp đặc biệt của con lắc lò xo, con lắc đơn trong các đề thi đại học gần đây. Thì hôm nay phần kế tiếp theo cũng rất quan trọng trong chương trình vật lý lớp 12. Đó là chương về điện. Toán và dòng điện, đa số các câu hỏi khó mang tính phân hóa cao đã rơi vào toán về mạch điện và dòng điện sai chiều. Do đó, hôm nay trong phần tiếp theo của chương trình bổ trợ, thầy xin giới thiệu các em một số vấn đề về các bài toán về dòng điện sai chiều. Ngoài những cái kiến thức mà các em đã học ở chương trình phổ thông như cách viết phương trình của cường độ dòng điện, của hiệu điện thế, cách tính các đại lượng dung kháng, cảm kháng, điện trở, vân vân. Thì bên cạnh đó, thầy sẽ giới thiệu các em qua một số các đề thi của những năm gần đây liên quan tới dòng điện. Thầy mời các em nhìn lên màn hình. Và đầu tiên thầy giới thiệu các em, đó là câu của đại học năm 2010. Để cho các em một điện áp U bằng U căn 2 cos omega t. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch AB gồm các hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đầu mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cụm cảm thuần có độ tự cảm L. Cụm cảm thuần có nghĩa là cuộn dây chúng ta thuần cảm chứ không có điện trở. Đoạn mạch NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt tần số omega 1 bằng 1 trên 2 căn LC. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R thì tần số gốc omega của dòng điện sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án. Hoặc là bằng omega 1 trên 2 căn 2, omega 1 nhân căn 2 hay omega 1 trên căn 2 hay 2 omega 1. Thầy nhắc lại cái đề để các em tóm tắt lại. Người ta đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức tổng quát là U căn 2 cos omega t và hai đầu một đoạn mạch AB gồm hai phần mạch AN và NB mắc nối tiếp nhau. Trên mạch AN chúng ta có một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm là L. Đầu mạch NB chỉ có tụ điện, điện dung C. Đặt giá trị omega 1 bằng 1 trên 2 căn LC với L và C lần lượt là độ tự cảm và điện dung của cuộn dây và tụ điện ở trên. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, hỏi rằng tần số gốc của dòng điện bằng bao nhiêu tính theo omega 1. Các em xem bài giải. Trước tiên các em nhớ U hiệu dụng trên đoạn mạch AN chính bằng cường độ dòng điện nhân cho tổng trở của đoạn mạch AN. Để cho đoạn mạch AN chúng ta gồm các cuộn dây thuần cảm và biến trở R, cho nên tổng trở đoạn mạch AN chính là bằng căn bậc 2 của ZL bình cộng R bình. Còn Y chính là bằng U hiệu dụng cả mạch trên cho tổng trở cả mạch. Đoạn mạch chúng ta gồm có LC và R, cho nên các em nhớ công thức tổng quát tổng trở của mạch gồm có bình phương hiệu dung kháng cảm kháng cộng cho bình phương của điện trở R. Từ đây bằng phép biến đổi toán học, thầy chia tử và mẫu cho căn bậc 2 của ZL bình cộng R bình thì chúng ta thu gọn mẫu số lại bằng 1 cộng cho ZC bình trừ 2 ZL ZC trên ZL bình cộng R bình. Các em coi thủ thuật, đây là thủ thuật toán học. Các em chia tử và mẫu cho căn bậc 2 của ZL bình cộng R bình thì ta sẽ có biểu thức UAN được tính theo U hiệu dụng cả mạch và các đại lượng ZC, ZL cũng như R.
Vậy thì để U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, thì về mặt toán học, các em xem cái hệ số đi với biến trở R trong biểu thức đó chính là ZC bình trừ 2 ZLZC. Hệ số này phải bằng 0. Khi đó R dù lấy bất kỳ giá trị nào thì U hiệu dụng cả mạch AN sẽ bằng U hiệu dụng cả mạch. Bởi vì lúc đó chúng ta có mẫu số là 1 cộng cho ZC bình trừ 2 ZCZL đã bằng 0 rồi, còn lại 1. Cho nên U hiệu dụng cả mạch AN bằng U hiệu dụng mạch AB, có nghĩa là không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R. Ta suy ra ZC bằng 2 ZL, có nghĩa là ZC bằng 2 ZL. Với ZC là 1 trên C omega theo định nghĩa dung kháng, và ZL bằng L omega, ta dễ dàng có được omega bình bằng 1 trên 2 LC. Mà ở giả thiết đã cho đặt omega 1 bằng 1 trên 2 căn LC, cho nên 1 trên 2 LC chính là bằng 2 omega 1 tất cả bình phương. Do đó trong 4 đáp án ban đầu, các em dễ dàng nhận thấy đó chính là đáp án B. Tần số gốc dòng điện bằng omega 1 căn 2. Khi đó điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN sẽ không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R. Đây là một dạng bài tập rất phổ biến trong các kỳ thi. Các em chú ý, khi điện áp giữa hai đầu một phần tử nào đó hay một phần mạch trong một đoạn mạch đã cho không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R hay giá trị của dung kháng hoặc giá trị của cảm kháng tùy vào đề bài, thì các em chú ý hệ số đi với giá trị đó, hệ số đó phải bằng 0. Hệ số đó các em cho bằng 0. Từ đó ta sẽ tìm được các đại lượng tương ứng của đề toán. Đó là thầy mở rộng ra, không phải giá trị của biến trở R nữa, mà đôi khi đề toán cho điện dung thay đổi hoặc độ tự cảm của cuộn dây thay đổi, thì các em xem cái hệ số đi với giá trị đó và cho hệ số đó bằng 0. Các em chú ý của cái đề thi đại học 2010 vừa qua, một trong những dạng bài rất phổ biến trong các bài toán điện gần đây. Thì mời các em xem qua ví dụ số 2. Cũng là một câu hỏi đề thi đại học năm 2010. Người ta đặt một cái điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V với tần số không đổi vào hai đầu AB của một đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự đó gồm các phần tử như sau: biến trở R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị RLC hữu hạn và khác không. Với C bằng C1, tức là khi điện dung của tụ điện thay đổi tới giá trị C1, thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Và khi thấy rằng điện dung C của tụ bằng 1 phần 2 C1, thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án: 200V, 100 căn 2V, 100V hay 200 căn 2V. Các em lưu ý dữ kiện của câu số 2 này của đề năm 2010. Người ta đặt giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi và hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự chúng ta có 3 phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện C lại có điện dung thay đổi nữa. Người ta phân cái đoạn mạch AB ra, N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Với C bằng C1 thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi, không phụ thuộc vào giá trị của R. Còn khi điện dung của tụ bằng 1 phần 2 C1 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng bao nhiêu? Các em xem bài giải. Trước tiên, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R không đổi
ta thiết lập địa thức điện áp R, U, R cũng vậy, bằng Y nhân R. Y bằng U cả mạch chia tổng trợ cả mạch. Các em nhớ công thức tổng trợ cả mạch gồm có cuộn dây, thuần cảm, tụ điện và điện trở R. Đó là căn bậc 2 của ZL trừ ZC bình cộng R bình. Từ biểu thức điện áp đó, ta nhận xét UR không đổi. UR không đổi khi ZL trừ ZC bằng 0. Bởi vì khi đó tổng trợ chúng ta sẽ bằng R. Vì vậy UR chính bằng U hiệu dụng cả mặt, không phụ thuộc vào giá trị của biến trợ R. Cho nên ZL trừ ZC bằng 0, tương ứng chúng ta sẽ có dung kháng bằng cảm kháng. Dung kháng trong trường hợp này theo giả thiết là điện dung C của tụ được biến đổi sao cho bằng C1. Vì vậy thầy gọi là ZC1. ZL bằng ZC1. Các em chú ý cái dữ kiện trên mà thầy vừa mới nói. Nhận xét rằng UR không đổi sẽ bằng U hiệu dụng cả mặt khi tổng trợ chúng ta bằng giá trị của biến trợ R, tức là tương ứng ZL bằng ZC. Và trong trường hợp này chính là ZC1. Kế tiếp, từ dữ kiện của đề, khi thay đổi điện dung của tụ bằng 1 phần 2 giá trị C1 nói trên, các em chú ý, giữa dung kháng và điện dung tỷ lệ nghịch với nhau. Cho nên, khi C bằng 1 phần 2 C1, thì ZC lại bằng 2 lần ZC1. Mà ZC1 bằng ZL cảm kháng, cho nên sẽ bằng 2 ZL. Đó, các em chú ý kiến thức này. Giữa dung kháng và điện dung, hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Khi điện dung giảm nữa thì dung kháng lại tăng đôi. C bằng C1 trên 2, vậy ZC bằng 2 ZC1. Để UR không đổi, không phụ thuộc vào giá trị của biến trợ R, thì ZL bằng ZC1. Cho nên thầy có ZC bằng 2 ZL. Vậy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN chúng ta gồm có cuộn dây và điện trở. Khi ZC bằng 2 ZL, các em thay vào đây, ZC bằng 2 ZL, vậy thì tổng trợ chúng ta bấy giờ bằng 1. Vậy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN bằng U cả mạch. Bằng U cả mạch. Mà U cả mạch hiệu dụng 200V theo dữ kiện của đề, cho nên các em dễ dàng có được đáp án đó là 200V. Bài toán trắc nghiệm, nhưng nó xuất phát từ một đề tự luận. Và để giải đầy đủ bài toán này thì các em sẽ rất là dài. Ở đây thầy tóm tắt, thầy chỉ đi thẳng vào bản chất của vấn đề. Khi một đại lượng nào đó thầy nhắc lại, giống như câu 1 của đề 210 mà thầy trình bày vừa qua, một đại lượng nào không đổi thì các em xem cái hệ số đi với đại lượng đó phải bằng 0. Đấy, từ đó chúng ta sẽ có đáp án của đề thi năm đó. Đó chính là đáp án A, 200V. Đây là một câu mang tính phân hóa cao đấy mà. Nhưng nếu như chúng ta nhớ được, các em làm được những bài tập cơ bản, rồi từ những bài tập cơ bản thì các em mới tích lũy được những kỹ năng và cái kinh nghiệm, cũng như những cái công thức tóm tắt giải được những bài tập trắc nghiệm như trên. Thì mong các em xem kỹ lại đề 2010 năm trước đó một năm. Ở câu hỏi này cũng là đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và một tần số không đổi, nhưng bấy giờ người ta lần lượt đặt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, thì nhận thấy rằng cường độ hiệu dụng qua mạch tương ứng khi mạch chỉ có R thì Y sẽ là 0,25A, khi mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì Y sẽ là 0,5A, khi mạch chỉ có tụ điện điện dung C thì cường độ sẽ là 0,2A. Vậy thì bây giờ nếu như mắc cả ba phần tử nói trên, điện trở, cuộn dây
tụ điện cùng một lúc nối tiếp vào mạch, thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch sẽ là bao nhiêu? Chúng ta có 3 đáp án, 4 đáp án năm vừa rồi: 0,2, 0,3, 0,15 hay 0,05A. Thì nhắc lại cái giả thiết cũng như những dữ kiện của giả thiết mà các em cần chú ý. Đọc đề thi phải đọc kỹ. Các em chú ý một trong những nguyên tắc, các em đọc lượt qua một lần đề thi khi phát đề và đọc các dữ kiện của đề, từ đó các em tóm tắt nhanh ra ngồi nháp, và sau đó chúng ta sử dụng công thức để đưa đến kết quả cần tìm. Ở đây mắc lần lượt R cuộn dây tụ điện, vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số không đổi, thì lần lượt ta thu được cường độ dòng điện tương ứng. Ở đây là cường độ hiệu dụng nhé, 0,25, 0,5 và 0,2A. Vậy hỏi rằng khi mắc nối tiếp cả 3 phần tử nối trên vào điện áp ở trên, thì chúng ta sẽ có cường độ hiệu dụng tương ứng là bao nhiêu? Các em xem bài giảng. Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng trên các phần tử tương ứng. Mạch chỉ có R thì U trên R. Mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm thì U trên ZL. Mạch chỉ có cuộn dây, chỉ có tụ điện, điện nhung C thì bằng U trên ZC. Và theo giả thiết chúng ta có lần lượt cường độ dòng điện hiệu dụng là 0,25, 0,5 và 0,2A. Thầy lập ra 3 biểu thức nối trên. Từ đó, khi mắc nối tiếp cả 3 phần tử trên vào mạch điện, thì tổng trở của mạch sẽ là căn bậc 2 ZL trừ ZC bình cộng R bình. Và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng U chia tổng trở. Sau đó thì lần lượt thay R, ZL, ZC theo U. ZL bằng U trên 0,5, ZC bằng U trên 0,2 và R bằng U trên 0,25. Lần lượt thay vào tổng trở nối trên trong công thức tính cường độ hiệu dụng, thì rõ ràng đại lượng U hiệu dụng các em rút gọn hết. Từ phép tính trên các em dễ dàng có được cường độ dòng hiệu dụng đi qua mạch khi mắc nối tiếp cả 3 phần tử nối trên, đó là 0,2A. Một kiến thức rất căn bản. Ta dễ dàng có được đáp án của năm thi vừa rồi, đó là 0,2A, đáp án A. Từ giá trị cường độ hiệu dụng khi mắc riêng rẽ từng phần tử và khi ghép cả ba vào trong đoạn mạch, ta vẫn tính được cường độ dòng điện qua mạch theo cường độ hiệu trong từng phần tử. Các em nhớ và ghi lại cái phương pháp giải của loại toán trên. Thầy giới thiệu các em câu số 4 của đề năm 2010. Đề cho một đoạn mạch AB, người ta chia ra hai phần AM và MB mắc nối tiếp nhau. Trong đoạn mạch AM có điện trở thuận giá trị 50Ω nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm, cái độ tự cảm 1/B. Ở đoạn mạch MB chỉ có tụ điện, nhưng điện dung của tụ có thể thay đổi được. Đặt điện áp có biểu thức tổng quát là U0 cos 100BT vào hai đầu đoạn mạch AB. Bấy giờ người ta điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị C1 nào đó, sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha B/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Hỏi giá trị của điện dung C1 bằng bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án như trên. Thầy nhắc lại dữ kiện của đề. Đề cho chúng ta một đoạn mạch AB chia làm hai phần AM và MB mắc nối tiếp. Ở đoạn mạch AM gồm có điện trở thuận và cuộn cảm thuận. Ở đoạn mạch MB chỉ có tụ điện, và tụ điện này điện dung thay đổi được. Trong đó R và cuộn dây, độ tự cảm
là những hằng số đã cho không thay đổi. Khi thay đổi điện dung C đến giá trị C1 nào đó, ta nhận thấy điện áp cả mạch lệch pha pi trên 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM, chính là đoạn mạch gồm có điện trở và cuộn dây. Người ta hỏi giá trị tương ứng của C1 đó là bao nhiêu. Các em xem bài giải. Trước tiên thầy tính cảm kháng bởi công thức độ tiêu cảm nhân tần số gốc. Theo thông số của đề, ta có là 100 ohm. Dựa vào dữ kiện của đề, điện trở là 50 ohm. Vậy thì thầy tìm mối quan hệ giữa cảm kháng và điện trở. Cảm kháng bằng 2 lần điện trở, có nghĩa là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, UL bằng 2UR. Từ mối quan hệ giữa cảm kháng và điện trở, thầy thiết lập mối quan hệ điện áp hiệu dụng trên các phần tử tương ứng. Để làm gì vậy? Em xem. Mặt khác, đề cho UAM lệch pha pi trên 2 so với điện áp hai đầu mạch. Cho nên, theo giảng đồ vector Resnan, ta có vector UAM vuông góc vector UAB. Thầy vẽ giảng đồ. UAM là đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây và điện trở. Cho nên UAM vector bằng UL vector cộng UR vector. Mà UAM vector cộng cho UMB vector chính là UC, sẽ bằng UAB cả mạch. Các em chú ý lại kiến thức giảng đồ vector Resnan. Bao giờ cũng vẽ vector UR trùng với trục của dòng điện. UL bao giờ cũng vuông pha, nhanh pha hơn cường độ dòng điện gốc pi trên 2. UC bao giờ cũng chậm pha hơn cường độ dòng điện gốc pi trên 2. Tổng ba vector UL, UR, UC chính là U cả mạch. Trong trường hợp trên, người ta phân đoạn mạch gồm cuộn dây và điện trở là đoạn mạch AM, nên thầy có UL vector cộng UR vector chính UAM vector. Và UAM vector cộng UC vector bằng UAB vector là điện áp hiệu cả mạch. Vector điện áp cả mạch. Ta có UAM vuông góc UAB theo dữ kiện của đề. Các em chú ý, từ một bài toán vật lý thầy đưa về bài toán hình học. Trên giảng đồ chúng ta trở thành bài toán hình học. Các đại lượng cần tính thể hiện trên giảng đồ. Ở đây UL bằng 2UR, có nghĩa là UL bằng 2UR. Các em chú ý, dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông trên giảng đồ hình vẽ, các em thấy UL nhân UC, UL nhân UC. Bằng UL bình cộng UR bình chính là UAM bình đấy nè. Thầy nói lại, bình phương cạnh góc vuông bằng tích hình chiếu cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền nhân cho cạnh huyền. Bình phương cạnh góc vuông, cạnh góc vuông trong trường hợp này là UAM, bằng tích hình chiếu của UAM lên trên cạnh huyền, đó chính là UL, nhân cho độ dài của cạnh huyền, đó chính là UC trên giảng đồ mình. Cho nên thầy có UL nhân UC bằng UAM bình, mà UAM bình chính là UL bình cộng UR bình. Các em chú ý giảng đồ. Từ bài toán vật lý dựa vào giảng đồ vector Resnan, dựa vào mối quan hệ của UL và UR, và dựa vào quan hệ vector UAM và UAB vuông pha nhau, ta áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông thì tìm được UL nhân UC bằng UL bình cộng UR bình. Mà UL bằng 2UR, hay nói cách khác UR bằng 1/2 UL, cho nên UR bình bằng 1/4 UL bình. 1/4 cộng 1, các em có giá trị 5/4. Từ đây ta dễ dàng tính được UC theo UL. Vậy UC bằng 5/4 UL. UC bằng 5/4 UL.
hay ZC bằng 5/4 ZL. Từ UC bằng 5/4 UL thì có ZC bằng 5/4 ZL. Mà ZL ta biết là 100 ohm. Dễ dàng các em có được dung kháng bằng 125 ohm. Biết dung kháng, biết tần số gốc, các em sẽ tìm được điện dung của tụ điện. Đó là 8 x 10 mũ -5 trên pi farad. ZC bằng 1 trên C omega, cho nên điện dung C bằng 1 trên ZC nhân omega. Với omega là 100 pi, các em thay vào, ta dễ dàng có được điện dung của tụ 8 x 10 mũ -5 trên pi farad. Do đó trong 4 đáp án để chọn, ta có đó là đáp án B. Đây là một bài tập mang tính phân hóa cao. Và những cái kiến thức này thường hay được sử dụng đi sử dụng lại dưới hình thức này hoặc hình thức khác trong các câu hỏi cũng như trong các đề thi của những năm gần đây. Các em chú ý phương pháp sử dụng giảng độ vector resonance cũng như từ mối quan hệ giữa cảm kháng, dung kháng, cảm kháng với điện trở. Từ mối quan hệ đó, chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ tương ứng của điện áp trên hai đầu các phần tử tương ứng. Rồi từ giảng độ vector resonance, một bài toán vật lý ta đưa về một bài toán hình học. Các đại lượng cần tính trở thành các đại lượng cần tính trên hình học. Tôi dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông thì tìm ra được đại lượng tương ứng. Cụ thể trong đề thi này, đó là dung kháng. Cho nên thầy nói không phải là một bài toán dễ. Nó là một bài tập khó, mang tính phân hóa cao. Đặc biệt là đưa vào một câu hỏi trắc nghiệm. Thời lượng các em trả lời câu trên không tới 1 phút rưỡi. Do đó để giải được câu trên, đòi hỏi các em làm gì? Phải có kỹ năng giải từ các bài tập cơ bản về pha, về giảng độ vector, cũng như cách sử dụng hệ thức lượng tam giác để tính nhanh bài toán trên. Các em xem đề thi tiếp theo của năm 2011. Người ta cho một điện áp cái dạng tổng quát là U căn 2 cos 2 BST. Trong đó U hiệu dụng không đổi, tần số có thể thay đổi được. Các em chú ý, bấy giờ bài toán trên tần số thay đổi được. Do hai đầu một đạn mạch gồm có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Ta nhận thấy khi tần số là F1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch cái giá trị lần lượt là 6 ohm và 8 ohm. Khi thay đổi tần số F tới giá trị tần số F2 thì hệ số công suất của đoạn mạch lại bằng 1. Hỏi hệ thức liên hệ giữa tần số F1 và tần số F2. Đây là một bài toán, trong đó F là đại lượng thay đổi, tần số dòng điện thay đổi. Từ dữ kiện của đề, khi tần số là F1, ta có giá trị dung kháng cảm kháng tương xứng. Khi tần số là F2, thì hệ số công suất của mạch là 1. Các em ghi tóm tắt các dữ kiện đó ra. Khi tần số là F1, thì cảm kháng là 6 ohm, dung kháng là 8 ohm. Còn khi tần số F bằng F2 thì hệ số công suất của mạch bằng 1. Hỏi F1 và F2 được liên hệ nhau bởi hệ thức nào? Trong 4 đáp án của đề cho, F2 bằng 2 trên căn 3 F1 hay bằng căn 3 trên 2 hoặc 3/4 hoặc 4/3 tính theo F1. Sau khi tóm tắt dữ kiện của đề, các em xem bài giải. Đầu tiên thầy dựa vào khi tần số F là F1. Thầy gọi lúc đó tần số gốc tương ứng là omega 1. Thì theo công thức tính cảm kháng cũng như dung kháng, ZL1 bằng L omega 1 6 ohm, ZC1 bằng 1 trên C omega 1 8 ohm. Thầy lập tỷ ZL trên ZC chia nhân đảo ngược. LC omega 1 bình bằng 6/8, rút gọn 3/4. Thầy được một đẳng thức,
mối liên hệ giữa LC cũng như tính theo tần số gốc omega 1. Khi S bằng F2 để cho hệ số công suất của mạch bằng 1. Hệ số công suất chính là cos phi. Phi này là gì? Phi này là gốc lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Các em chú ý. Thì nhắc lại kiến thức cơ bản. Cos phi người ta gọi là hệ số công suất. Phi là gì? Là gốc lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Mà hệ số công suất bằng 1 thì rõ ràng lúc đó mạch cộng hưởng, cảm kháng bằng dung kháng. Khi tần số là F2, thầy gọi cảm kháng dung kháng tương ứng lúc đó là ZL2, ZC2 bằng nhau. Bằng nhau. Cũng công thức trên, thầy lấy ZL trên ZC bằng nhau nên tỷ chúng bằng 1. Mà ZL trên ZC chính bằng LC omega. Ở đây là tần số 2 nên thầy gọi omega 2. Vì vậy ta sẽ có đẳng thức LC omega 2 bình phương bằng 1. Và các em đã có được, nói theo toán học, được hai phương trình. LC omega 1 bình bằng 3/4. LC omega 2 bình bằng 1. Từ hai phương trình trên, thầy thiết lập mối quan hệ giữa omega 1 và omega 2. Vậy omega 2 bình phương trên omega 1 bình phương bằng 4/3. Mà omega 2 là 2bf đúng không? Omega 1 là 2bf1. Các em dễ dàng có được F2 bằng 2 trên căn 3 F1. F2 bằng 2 trên căn 3 F1. Do đó đáp án của đề thi năm 2011 vừa rồi ta dễ dàng có được chính là đáp án A. Tần số F2 bằng 2 trên căn 3 lần tần số F1. Thầy tóm tắt lại để các em có một cái kinh nghiệm giảng đề đại học. Khi tần số thay đổi, chúng ta có hai điều kiện. Khi tần số là F1, người ta cho dung kháng cảm kháng tương ứng. Từ giá trị dung kháng cảm kháng tương ứng, khi tần số là F1, thầy có được một phương trình. Trong đó thiết lập mối liên hệ giữa các đại lượng, điện dung, độ từ cảm và tần số gốc. Tương tự, khi tần số là tần số 2 F2, để cho hệ số công suất bằng 1. Từ hệ số công suất bằng 1, các em suy ra được mối liên hệ tiếp tục giữa điện dung, giữa độ từ cảm và tần số 2 bằng 1. Từ hai phương trình trên, ta thiết lập tỷ số. Từ tỷ số trên, các em tìm được mối liên hệ tương ứng giữa các đại lượng cần tìm. Cụ thể ở đây là tần số dòng điện F2 và F1. Thì mong các em tóm tắt bài và ghi kỹ lại đề thi để áp dụng các cái kinh nghiệm giải đề thi cũng như các bài thi trong năm 2012. Thì mời các em xem qua ví dụ số 6. Cũng cái đề thi năm vừa rồi. Ở đề số 6 này các em xem kỹ đề. Nó khác so với câu số 5 vừa rồi. Người ta cho biểu thức tổng quát của điện áp U bằng U căn 2 cos 100BT vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R, một tụ điện điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L. Bài toán trên L thay đổi chứ không phải tần số thay đổi. Người ta điều chỉnh độ từ cảm L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Nhận giá trị cực đại đó là 100V. Và nhận thấy rằng khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 36V. Hỏi giá trị của điện áp hiệu dụng hai đầu mạch. U ở đây là U hai đầu mạch nha. 80V, 136V, 64V hay 48V. Các em tóm tắt lại dữ kiện của đề. Thứ nhất, biểu thức tổng quát của U hai đầu mạch U căn 2 cos 100BT. Thứ hai, đầu mạch trên gồm 3 phần tử RLC, trong đó L thay đổi được. Thứ ba, L thay đổi sao cho UL mắc
và u lờ mát bằng 100V. Thứ tư, u hiệu dụng hai đầu tụ 36V. Đó là bốn dữ kiện của đề mà sau khi đọc xong đề các em tóm tắt ra bài nhạc. Tóm tắt xong các em kết hợp với kiến thức chúng ta đã học. Kiến thức đó là gì? L thay đổi để điện áp hai đầu điện cuộn dây cực đại, khi đó cảm kháng sẽ bằng ZC bình cộng R bình trên ZC. Một kiến thức. Và biểu thức điện áp cực đại hai đầu dây được tính theo điện áp hiệu dụng hai đầu tụ, hai đầu điện trở như sau: UC bình cộng UR bình trên UC. Từ biểu thức cảm kháng, dung kháng, các em cũng sẽ dễ dàng suy ra được. Các em nhân y, tử và mẫu thì chúng ta cũng sẽ xuất hiện được. Vậy thì từ đây các em suy ra được UR tính theo UL mắc và UC. Các em nhân lên chuyển vế lấy căn bậc 2. Ta có UL bằng căn 2 của UL mắc nhân UC trừ UC bình. Thay thông số vào, ta có được giá trị UR bằng 48V. Mặt khác, biểu thức điện áp cả mặt bằng căn bậc 2 UL trừ UC bình cộng UR bình. Với UR tìm được ở trên, các em thay vào đây. Với UL và UC đề cho, dễ dàng có được U cả mặt hiệu dụng bằng 80V. Ta giải rất nhanh với trường hợp các em thuộc được công thức UL mặt tính theo UC và UR và biểu thức điện áp cả mặt, thì các em dễ dàng có được đáp án của đề thi năm vừa rồi. Đó chính là đáp án A. Thì nhắc lại một kiến thức để các em nhớ: L thay đổi để UL mắc thì khi đó cảm kháng sẽ bằng ZC bình cộng R bình trên ZC. UL mắc bằng UC bình cộng UR bình trên UC. Hay UL mắc được tính theo điện áp cả mặt bằng U nhân cho căn của ZC bình cộng R bình trên R. Đó là những công thức mà trong phần bổ trợ kiến thức trước đây thầy đã nhắc đi nhắc lại trong một số bài tập ví dụ áp dụng để các em nhớ và sử dụng giải những bài tập trắc nghiệm xuất phát từ những câu hỏi tự luận như thế này, thì các em mới có được đáp án nhanh chóng. Thầy mong các em ghi lại và ghi nhớ những kiến thức mà thầy vừa mới nói. Thầy mời các em qua ví dụ kế tiếp, ví dụ số 7. Thầy cũng minh họa từ đề đại học 2011 vừa rồi. Cũng cho một điện áp tổng quát là U căn 2 có 100 VT và hai đầu lần mạch. Đầu mạch chúng ta cũng gồm có điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Ở đây, điện dung C của tụ thay đổi khác với sự thay đổi của độ tiểu cảm ở đề trên. Ở đặt câu hỏi này thì chúng ta có điện dung C thay đổi. Và bây giờ C thay đổi để cho điện áp hiệu dụng hai bản tụ cực đại. Và bây giờ người ta cho giá trị cực đại đó ở hai đầu tụ điện bằng U căn 3. U ở đây là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đạn mạch các em. Hỏi giá trị điện trở R bấy giờ bằng bao nhiêu? 10 ohm, 20 căn 2 ohm, 10 căn 2 ohm hay 20 ohm? Dấu thông số này cho thông số khác. Sự thay đổi và sự biến hóa của các đề toán điện, các em chú ý. Cũng bài tập như trên, cũng đoạn mạch gồm RLC, cũng cho đoạn mạch trên mắt vào điện áp không đổi, U căn 2 có 100 VT. Nhưng bây giờ ở bài toán này người ta lại cho C thay đổi. Người ta cho độ tiểu cảm của cuộn dây. Người ta hỏi giá trị của điện trở R tương ứng khi điện áp hai đầu tụ điện cực đại và bằng U căn 3, với U là điện áp hiệu dụng hai đầu mạch. Các em chú ý tóm tắt đề lại và xem cái cách giải. Như trên thầy nói, UC mắc, cái hai công thức tính cũng giống như UL mắc. UC mắc hoặc tính theo UL và UR sẽ là UL bình cộng UR bình trên cho UL. Còn nếu tính theo tổng trở thì các em lại có U nhân tổng trở ZL bình cộng R bình trên R.
Bằng Ukanba, từ đó các em tìm được mối quan hệ giữa ZL và R. Với ZL bằng 20 ohm, các em dễ dàng có được giá trị của điện trở R rất nhanh chóng. Cho nên đề thi năm đó các em sẽ có được đó chính là đáp án C, 10 căn 2 ohm. Qua những đề đại học của các năm vừa rồi, 2010, 2011, về các bài toán điện, sự thay đổi của tần số, sự thay đổi của điện dung, sự thay đổi của tụ điện, có khi đề hỏi R, có khi đề hỏi điện áp trên hai đầu một phần tử hay trên hai đầu một đoạn mạch nào đó, và những bài toán về sự lệch pha giữa U hai đầu một phần tử, U hai đầu một đoạn mạch trong cả mạch, các em xem các mối liên hệ của nó. Tóm lại, nó xuất phát từ những bài tập cơ bản. Các em phải thuộc được công thức tổng trở, các em phải nắm được cách sử dụng giảng đồ Vector Resonance và nhớ lại những công thức tóm tắt từ các bài tập từ lượng khó. Khi UL max, L thay đổi, khi C thay đổi, UC max, thì cảm kháng, dung kháng cũng như điện áp được tính như thế nào và mối quan hệ của chúng với nhau, thì lúc đó các em sẽ dễ dàng giải được các cái đề thi. Thì mong rằng qua buổi học hôm nay, vì thời lượng chương trình có hạn, thầy lấy tiêu biểu các cái đề đại học gần đây để các em hiểu được cái mức độ khó cũng như những câu phân hóa cao của đề rơi vào toán điện được sử dụng như thế nào. Thầy mong các em tóm tắt lại, học kỹ lại cách giải cũng như sử dụng một cách nhuần nhuyễn các kiến thức mình đã học. Chúc các em có được những kiến thức tốt và hẹn gặp lại các em trong buổi học kế tiếp. Thân ái chào các em.